đang chiến đấu rồi. Đợi dính cái mày chứ không phải dính nó bơi dướng. Còn tay dính cá luôn. Nắm nghe, nắm ngay vào cái bao. Rồi lưỡi. Cái miệng hợp lại. Cái miệng. Vậy cái mày em lấy kìm gì đi cay. Có cái lao kìm thi thấy không, cái hết hồn cá luôn. Qua thì bỏ chút ăn liền, chứ sao quá làm gì nó nhát màu vậy. Cái rô con nửa ký, ký không đã. Ông kéo vậy sao không dính cái ta ta. Đâu phải viên. Nó thì nó ụt gì nè. Ụt gì kéo tới có cái có lưỡi nó mắng liền chứ. Hồ cá hết hồn. Nhưng ai nữa lên hàng các bạn ơi, lên hàng bây ơi, cấp thiên nhiên bự nha. Mà đang lấy kìm mở luôn đi, cá này dài dữ lắm. Cầm mấy phút, cầm phút rồi đi cành nó vậy nè. Ừ, dừng bựng buông ra vậy sắp tát hay mọi chừng tát hay mọi đây lưỡi tát cái gì rồi. Ừ, vậy á. Rồi cái đầu đông lên bỏ kìm xuống để gớt kìm chú à, khổ lắm à. Mới ra
Dạ. Cái gì, cá gì? Đây ơi. Cái mà gì sao quấy đâu. Cái đó. Nên với anh đi giới thiệu cá. Cá này của bé Phúc hả? Ừ. Hay quá bé Phúc ơi. Bé tiền không? Hả? Nè anh thấy con cá bự chưa? Cái tay, cái tay của em nè. Em câu máy hay là câu tay hả? Câu máy. Bữa nay là ngày 2 nè. Thì từng sai từng này nè, nay thứ 2 thứ 3 gì rồi đó. Là cộng thêm 6 ngày nữa. Ok. Ngày là... Đúng rồi, đúng rồi. Em làm à, chủ nhật thì, sáng ở tỉnh anh về đi, em làm khoảng 1 giờ 2 giờ em làm á. Làm giữa trưa vậy sao đốt lục đèn? Đâu có, anh làm buổi chiều mà. Là buổi chiều là mấy giờ? 2 giờ. Chiều anh mới về nữa, khác còn đi học. Thì em làm 2 giờ á. Thì em cứ làm đi, anh về được lúc nào thì chết đó. Nè, nè, nè. Trời ơi, câu nào nhìn dữ hả? Phi. Hết hồn cá đi. Nghiệt, em đồ rộng ở đây đâu. Rồi, ngại, bỏ cho nằm đó mẹ đi. Xuyên không? Xuyên không? Xuyên không? Lại thích đồ rộng đây. Đi kèm. Mới ụt cái ăn liền nha. Con tép. Có kìa luôn hả? Hay. Hay gì chứ thủ. Cầm chặt cái. Cầm chặt cái lưỡi á. Rồi ra coi. Đạp dây của người ta luôn vậy á. Ơi. Cái tiền không? Kìa. Đi Phúc, đi đây. Rồi có kèo luôn hả? Rồi, Phúc xử nó đi. Biết rồi. Cũng hay nữa. Nó đã người ta tới là biết rồi à. Kêu lấy kèm cho nó vậy á. Ê, ê, ê.
phê. Có thì mừng. Vậy lấy gom gì đây rồi? Ôi không ha, cục mồi luôn mà. Ăn tùng với ăn tép còn hên cục mồi ơi. Giặt cá miếng. Ơi, ê, khát lát. Ừ, khát lát. Khát lát nè. Vô rồi, vô rồi chúng. Nè. Gì? Tầm nó lấy thêm đi. Quay vậy. Đó. Nó móc kỳ kỳ. Tấn kìa, loại tấn kìa. Dính chứ. Lên hàng. Cái gì? À. Thôi, thầy ơi. Hở tiếc con cá luôn. Ôi. Ê. Ghê con cá hả? Thấy tự nhiên con câu. Ờ. Nó nằm ở đây. Hết biết con cá tê luôn. Tưởng chú ăn chưa để đó chứ. Cục ngốc à. Khủng nha mấy bạn. Để Phúc đi làm gì chưa? Trời. Nhiệm vụ có nhiều đó đó. Đây. Lưỡi đâu dưới đất hả? Có miệng kìa ông ơi. Ta câu dính miệng chứ không có câu dính đuôi à. Bậy bạ nha. Rồi kẹp vô lưỡi. Đúng rồi, dính cái kia nó dễ giặt. Ôi gì yếu vậy hả? Thank you.
không ta?